Xin chào tất cả các anh em nha. Video này giới thiệu các em tham gia chương trình này group Obot set nhận tóc cần Obot các bạn. Để tham gia hôm nay mình link phần link mô tả dưới video của mình, mở Telegram start chat các bạn. Mình sẽ get 830 tóc cần Obot, một tóc cần Obot trong chương trình mở hàng free sale là 0.0024 USDT các bạn. Bấm cho này group. Rồi nhiệm vụ thì cũng khá là mỏng các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join cho nhóm chat nha bạn. Các bạn join sao? Không có cấp cha, các bạn cứ để cho một cái bình luận các bạn. Rồi bạn mới đáp lại. Nhiệm vụ thứ hai các bạn follow, like và comment. Like và comment mà bạn. Like và comment Facebook các bạn. Thì giá này các bạn chỉ like nè các bạn. Xuống đây thì bạn comment nè các bạn. Comment bài viết nữa. Và các bạn chờ nó load trang chút xíu các bạn. Xuống đây bạn cũng like nè. Các bạn chia sẻ công khai luôn các bạn. Rồi các bạn bình luận cái nè. Các bạn bình luận cái nữa mới được các bạn. Bạn một câu nào cho nó thật đẹp nha bạn. Nhiệm vụ việc bạn ghi khen dự án nha bạn. Tiếng Anh của việc các bạn copy lên nha các bạn. Rồi các bạn bình luận. Rồi các bạn bắt vào đây nha bạn. Rồi bạn bấm đăng. Sau khi các bạn bấm đăng xong bạn bấm đáp lại các bạn. Tiếp tục thì follow tại Twitter, follow, like và retweet cho Pinbot các bạn. Follow, retweet and Pinbot thì các bạn nhấp vào các bạn. Tại Twitter thì các bạn theo dõi nè các bạn. Bạn like nè, các bạn chỉ dẫn như tweet nè. Bạn test lại nè các bạn. Rồi các bạn bình luận luôn. Rồi các bạn tiếp tục thì các bạn follow minimum pha các bạn. Follow minimum comment cái nữa các bạn. Liquidwin chứ. Liquidwin thì chưa có tài khoản Liquidwin thì các bạn đăng ký một cái tài khoản Liquidwin các bạn. Đây là tất cả là mấy lớp tất cả bạn phải có tất cả các trang mạng xã hội các bạn. Bạn muốn follow các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn xuống đây các bạn comment đăng ký các bạn. Các bạn like nè. Comment luôn nè các bạn. Thì các bạn dùng cái Google vô dịch nãy các bạn cũng dịch cho nè. Mình dán vào nè bạn. Rồi bạn bot nè bạn. Các bạn khen dán nè các bạn. Rồi bạn đáp lời. Tiếp tục thì các bạn subscribe kênh YouTube nữa nha các bạn. YouTube thì các bạn muốn đăng ký nè các bạn. Rồi các bạn mới đáp lại nha bạn. Rồi mở bát lên mà bấm nút ship mấy tên nha bạn. Rồi bấm đón nha bạn. Sau khi các bạn bấm đón nó kêu bạn gỡ đường link profile Facebook thì các bạn gỡ đường link profile Facebook các bạn. Tiếp tục thì gỡ đường link profile từ Twitter, profile link Twitter thì các bạn mở từ Twitter của mình ra các bạn copy vào trang cá nhân các bạn copy tại Twitter mình nha các bạn. Các bạn copy nè các bạn. Thì mình làm gì cho mắc bài. Bạn nào không biết thì có thể comment dưới mình cho hỗ trợ cho các bạn các bạn. Rồi tiếp tục thì gỡ lên đường link Liquidwin nữa các bạn. Đây. Mình đã chuẩn bị sẵn sàng hết trơn rồi các bạn. Rồi Liquidwin mình không có chuẩn bị đây rồi. Thì các bạn nhấp vào Liquidwin nè các bạn.
nhóm là một quốc phân. Rồi các bạn nhớ vào trang cá nhân của mình nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào chia sẻ là các bạn copy cái dòng link profile mình các bạn. Bấm vào một bài bạch cùng nè. Rồi các bạn sao chép vô khai tạo. Rồi bấm bát vào đây nha các bạn. Mình gửi đường link profile đi cái win nha các bạn. Tiếp tục thì một cái link YouTube nữa các bạn. Thì các bạn mở kênh YouTube mình ra thì các bạn bấm bát vào đây. Gửi đường link vào đây nữa vậy lấy các bạn. Các bạn vào kênh YouTube của mình vào cài đặt các bạn copy YouTube của mình các bạn. Mình hướng dẫn các bạn nhiều video các bạn. Tiếp tục bạn gọi địa chỉ Ethereum, địa chỉ EC20 chút chút cho Let Myself Wallet in token MetaMask nha các bạn. Mình sao chép không ạ? Mình tiếp tục cho bot nha các bạn. Tiếp tục của ông Don nha các bạn. Bấm Done nha bạn. Yes nha bạn. Rồi bấm Save tiếp nha bạn. Ok, đây tài khoản của mình nè các bạn. Tôi cần nói xem các bạn video đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.